May nắng nên là mì bánh đẹp lắm cả nhà ơi. Đây là mì gốc nhá. Đây là mì gốc nhà em ạ. Đây là mì nghệ nhá. Mì gốc này, mì nghệ này. Đây, đang nắng bánh bắt đầu đang bong này. Bắt đầu trong nhá. Thời tiết như này thì nó khô từ từ nên là rất là đẹp. Bánh đang lổ đấy cả nhà ơi. Đi vào đi con ông ngã. Có bán chịu anh nhá. Đây là mì nghệ. Khi nào bánh trong hết như này thì là được nhá. Đây. Trong hết lỗ rồi được. Đi mỏi chân chưa hết chỗ phơi bánh nhá.